Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nhà Ma, nơi hội tụ của những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Tôi là Duy Thuận và đây là series những câu chuyện ma được chia sẻ bởi chính các quý vị khán giả. Quý vị nào yêu thích và muốn chia sẻ những câu chuyện tâm linh mà mình đã trải qua hoặc được nghe kể thì hãy gửi về cho fanpage của Nhà Ma nhé. Link Facebook sẽ được ghi ở phần bình luận. Còn bây giờ xin mời quý vị đón theo dõi những câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là của cô Lê. Tình cờ ekip có duyên được biết đến với cô và xin cô chia sẻ những câu chuyện tâm linh mà cô gặp phải cho ekip được biết. Câu chuyện đầu tiên mà ekip muốn đem tới cho các bạn là kể về cái hồi năm 1960 mọi người nhé. Cô cũng chia sẻ là khi đó cô chỉ mới 5 tuổi, nhưng những việc xảy ra cô nhớ rất rõ. Hồi đó ba cô Lê làm công chức cho nhà nước, cứ vài năm là thuyên chuyển các tỉnh miền Tây một lần. Cứ như thế ba cô Lê đi công tác tỉnh nào thì má cô Lê đi theo mướn nhà ở. Cho đến khi má cô Lê chuẩn bị sanh em bé thứ 5 thì ba cô Lê được chuyển về công tác ở Sài Gòn. Ba cô có xin nhà nước tạm cấp cho một căn nhà để ở. Căn nhà mà nhà nước tạm cấp cho gia đình cô Lê khi đó là ở Thủ Thiêm. Bây giờ là khu đô thị mới thuộc quận 2 đó các bạn. Khu nhà này có nhiều dãy nhà, mỗi dãy 10 căn. Khi gia đình cô Lê về sống thì chỉ có vài hộ gia đình sống ở dãy đầu tiên thôi. Còn ở những dãy nhà phía sau thì bỏ hoang không ai ở. Còn phía sau những dãy nhà đó là một khu rừng keo. Ba cô Lê dặn dò cô là không được đi ra những dãy nhà phía sau và đặc biệt không được đi vào rừng keo. Người ta bảo khu nhà này trước kia là của lính Pháp ở và làm việc. Những dãy nhà phía sau là để nhốt tù. Cô Lê có nhắc tới một người ở xóm khác, chú đó tên Công. Đầu óc của chú này thì không được bình thường, được cái là chú rất hiền, thỉnh thoảng đi vào rừng keo hái trái về cho chị em cô Lê ăn. Một bữa đó chú mới rủ chị hai cô đi, chị hai mới dẫn theo chị ba và cô Lê cùng đi, hái về được một nón lá me keo. Chú còn dẫn chị em cô Lê vào những căn nhà của dãy cuối, sát rừng keo để lượm trứng chim. Khi mà bước vào trong ấy, cô Lê nghe mùi ẩm mốc. Chú Công có nói: "Tụi bây đừng có sợ, ở trong đây có nhiều bàn tay máu in lên tường và có nhiều ma nữa, nhưng tao không có sợ ma đâu. Để tao leo lên ổ chim để lấy trứng chim cho tụi bay ăn." Hôm đó về thì ba chị em cô Lê bị bà nội mét cho ba, thế là ba cô Lê đánh cho một trận đòn nên thân. Bà cô Lê đánh và bắt cả ba chị em hứa là không đi vào đó nữa. Ngay cái đêm đó luôn, chị em cô Lê bốn người ngủ dưới đất ở phía cửa như mọi khi, còn má cô Lê thì sanh em bé nằm trên giường phía trong sát vách tường. Phía bên còn có một phòng khác có vách ngăn, phòng đó dạng như là phòng kho. Bà cô Lê hay cất đồ linh tinh vào đó. Đang ngủ cô Lê giật mình thức giấc, cô thấy có một người đàn ông to lớn mặc quần áo kỳ dị, tay cầm gươm giáo. Sau này thì cô Lê mới biết là gươm giáo nha. Vén mùng chui vô, cô mới la lớn: "Ba ơi, có ai chui vô mùng?" Bà cô đang ngủ trên giường với má cô liền nhảy xuống, rọi đèn pin vào mùng thì không có ai. Cô nằm một lúc nữa lại thấy có một người đàn ông khác, cũng to lớn mặc quần áo kaki màu vàng, vén mùng chui vô. Cô mới la lên nữa, bà cô lại nhảy ra và rọi đèn pin vào mùng, cũng không thấy ai cả. Bà cô Lê nói là do ban ngày đi vô mấy cái căn nhà hoang rồi vô rừng keo nên bây giờ ngủ mớ la hoài. Cô Lê không biết làm sao, tiếp tục ngủ lại. Lần này cô Lê mở mắt ra thấy có người đàn bà mặc quần áo trắng, đội một cái khăn trắng. Sau này cô Lê mới biết cái bộ đồ bà ta mặc là đồ tang. Bà ta ngồi trên mép giường của má cô Lê. Bên cạnh giường có kê một cái bàn để bình trà và một số đồ linh tinh. Bà ấy cầm cái ấm trà rót vào tách. Cô Lê hãi quá, không kìm được mà la lớn lên nữa. Ba của cô ngay tức khắc nhảy ra khỏi giường. Lúc đó cô thấy bà ta phóng người về hướng phòng kế bên. Cô Lê nói với bà: "Bà chạy vô phòng này." Bà cô mới rọi đèn pin nhìn vào thì không có thấy ai. Nhưng mà rõ ràng tách trà ban nãy bà ta rót vẫn còn đang nóng bốc khói. Bà cô mới ra sau bếp đem lên một cái con dao để ở đầu giường ngay dưới gối mà chỗ cô Lê nằm ấy, còn dặn là nếu còn thấy nó nữa thì chém nó, đừng có la nữa. Vậy là cô Lê ngủ đến sáng không còn thấy ai nữa. Bắn đi một thời gian sau thì ông ngoại của cô Lê mới
đem ở dưới quê lên cho má cô một cái bộ ván gỗ lớn. Bà cô mới đem kê cái bộ ván ở căn phòng kế bên phòng của má cô để cho bốn chị em cô ngủ. Bộ ván kê sắt vách chừa một chỗ đi nhỏ để đi vào. Phía vách trong bà nội của cô Lê có để thùng gạo trong đó. Có một cái đêm kia cô đang ngủ, tự dưng lại có cái cảm giác là có người lạ vào nhà. Ban đêm thì nhà chỉ để có một cái cây đèn dầu nhỏ trên kệ, nên là cô Lê không thể thấy rõ là ai. Cô chỉ thấy người đó đi vào căn phòng của chị em cô. Lúc đó cả ba quay đầu về hướng cái con đường nhỏ. Người đó mới đi ngang cô Lê, còn ký vào đầu cô Lê một cái đau điếng. Cô còn nghe nó mở thùng gạo cả tiếng xào xạc của gạo. Cái kiểu tiếng gạo mà chà sát với nhau, kiểu được ai đó nằm lên liệng xuống. Một hồi lâu nó đi ra, nó ký đầu cô một cái nữa. Mặc dù cô Lê đã nằm tụt xuống và trùm mền kín mít rồi. Rồi sau đó cô cố gắng kéo mền xuống và nhìn lên nóc mùng, thấy có một đôi mắt to bằng hai cái chén đang nhìn cô Lê còn đảo qua đảo lại như này. Cô sợ quá mới trùm cái mền lại, thì nghe nóng như là thiêu như đốt vậy đó. Nhưng mà khi cô mở mền ra thì nghe lạnh buốt. Cô mới khều chị của mình, nhưng chị cô ngủ mê không có biết gì cả. Cô quyết định là nằm chịu trận cho đến khi cô Lê nghe tiếng bà nội của cô thức dậy đi nấu nước. Cô Lê mới gọi nội ơi, thì cặp mắt lập tức biến mất. Sau này nội của cô Lê để con dao sút trên đầu nằm của cô Lê, nên cô Lê không còn thấy ma nữa. Năm 1967 thì cô Lê 12 tuổi, lúc đó cô sống ở huyện Nhà Bè. Lúc đó chưa thành lập quận 7, sau này tách ra làm quận 7 và huyện Nhà Bè. Nhà cô Lê ở trong một hẻm nhỏ, có người hàng xóm là ông Sáu. Ông làm nghề hớt tóc, luôn mặc bộ quần áo bà ba trắng và đeo mắt kính trắng. Ông Sáu thì thường chạy chiếc xe đạp phía sau chở một thùng đồ nghề đi hớt tóc dạo. Tính ông hiền lành ai cũng mến hết. Bỗng dưng tới một ngày, tự dưng xóm ngoài và xóm trong có nhiều người không bệnh mà chết. Người ta rộ lên tin đồn cái chết của những người đó liên quan đến ông Sáu. Vì ban đêm người ta đi đường gặp ông Sáu hỏi thăm, rồi về nhà là sốt cao mê sảng, sau đó không qua khỏi. Có người đi câu ban đêm ở ao cá, thấy ông Sáu, nói chuyện với ông Sáu rồi về cũng bị y như vậy, rồi chết. 4 đến 5 người chết như vậy liên tục trong vòng 3 tháng. Ai cũng sợ. Bà nội cô Lê dặn dò mấy người cháu trong nhà là gặp ông Sáu ở đâu cũng không được nói chuyện. Ban đêm ai kêu cửa hay kêu tên thì không được trả lời. Từ dạo đó không có ai dám kêu ông Sáu hớt tóc nữa. Ban ngày mọi người thấy ông Sáu vẫn bình thường, không có gì lạ. Riêng gia đình ông Sáu khi nghe tin đồn thì cũng phản ứng và cho là mọi người nói bậy. Nhưng tin đồn ngày càng nhiều nên gia đình ông Sáu cũng hoảng sợ. Ông có người con trai lúc đó cũng tầm tuổi thanh niên. Cậu thanh niên đó cũng theo dõi cha mình. Ban đêm khóa cửa và giữ chìa khóa trong mình để ông Sáu không ra ngoài được. Từ đó chuyện ông Sáu không còn xảy ra nữa và mọi người cũng không còn nhớ nữa. Cho đến một hôm xảy ra với gia đình của cô Lê. Thời gian sau khoảng nửa năm, sáng hôm ấy độ gần 6 giờ ba cô Lê chở cô đi học bằng chiếc xe đạp như thường ngày. Từ nhà cô mà chạy ra đường cái, một bên là nhà, một bên là cái ao nước. Cô Lê thấy ông Sáu đi từ dưới bờ ao lên, tay xách đôi dép. Ông Sáu đi ngang qua xe ba cô hỏi: "Chú Năm đi làm sớm vậy?" Khi đó ba cô Lê chỉ ú ớ trong miệng, rồi ba cô chạy xe luôn chứ không có trả lời ông Sáu. Vậy là trưa hôm ấy có người bạn đồng nghiệp của ba cô đưa về vì ba cô bị bệnh, sốt cao và mê sảng. Má cô mới cho ba uống thuốc và ba chỉ nói được 2 tiếng ông Sáu rồi mê man luôn. Lúc đó cô Lê cũng đi học về rồi và cô Lê cũng nói cho má cô Lê biết là sáng nay gặp ông Sáu như vậy đó. Có một bác ở gần nhà sau khi mà biết chuyện rồi mới đi mời một bà thầy về nhà để xem bệnh cho ba cô Lê. Bà thầy đốt cả bó nhang khấn vái một hồi rồi bà nói: "Sáng nay ba cô Lê gặp một con quỷ mặc quần áo trắng, mang kính trắng hỏi chuyện mà ba cô Lê không trả lời. Chứ nếu ba cô Lê trả lời thì bà không cứu được." Bà thầy mới đưa cho má cô Lê bùa gì đó cho ba uống 7 ngày và bà làm phép vô 7 quả trứng gà đem chôn ở trước cửa nhà. Sau 7 ngày uống hết bùa thì ba cô Lê dần tỉnh lại. Sau lần đó thì có thêm vài người gặp ông Sáu rồi chết nữa. Cho đến hơn 1 năm sau, ông Sáu bị bệnh chết và người nhà đưa thi hài về quê chôn cất
thì không còn xảy ra hiện tượng quái dị đó nữa. Cho đến bây giờ, cô Lê cũng không biết được ông Sáu là quỷ hay là quỷ giả ông Sáu nữa. Tiếp theo là cái câu chuyện mà khi cô Lê đi thực tập ở các bệnh viện và có gặp một vị bác sĩ đã kể cho nhóm cô Lê nghe những cái lúc rảnh rỗi về câu chuyện của ông ấy gặp ma. Khi đó thì ông bác sĩ ấy còn là sinh viên đi thực tập tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Vào khoảng năm 1965-1966 mọi người nhé. Bệnh viện này thì có nhiều cầu thang ở nhiều hướng khác nhau. Đêm đó thì khoảng 8-9 giờ, bác sĩ này đi từ trên lầu xuống ở cầu thang cuối dãy bệnh viện thì thấy có một cô gái ngồi ở dưới chân cầu thang. Cô này cứ khóc thôi. Chỗ này thì đèn không sáng lắm vì là ít người đi cầu thang này. Nhưng vì vội vàng với cả một ca ở phòng mổ nên bác sĩ đi luôn. Sau khi mà xong việc ấy thì bác sĩ trở lên lầu và đến chân cầu thang thì bác sĩ vẫn còn thấy cô ấy ngồi khóc. Cô này có vẻ đẹp của một người con gái lai Tây. Bác sĩ mới hỏi cô gái là vì sao lại ngồi đây khóc và hiện đang nằm ở khoa nào. Cô gái đưa tay chỉ về một phòng ở xa và cô vẫn liên tục khóc. Bác sĩ bảo cô ấy về phòng đi, đừng có ngồi đây nữa, trời tối lắm rồi. Sau đó bác sĩ đi lên lầu luôn. Cách hai hôm sau, bác sĩ trực đêm ở bệnh viện và cũng gặp cô gái ngồi ở vị trí cũ và khóc như lần trước. Lần này bác sĩ mới hỏi cặn kẽ về bệnh tình và vì sao cứ ngồi đây khóc. Cô ấy nói cô ấy bệnh tim, nhà ở đường Mạc Đĩnh Chi. Cô ấy buồn vì không có ai chăm sóc vì cha mẹ mất hết rồi. Bác sĩ nghe qua thương cảm cô ấy và nói những lời an ủi và đưa cô ấy về phòng bệnh, dặn dò cô ấy đừng có ra ngoài ngồi ở cầu thang nữa. Mấy lần sau bác sĩ vẫn còn gặp cô ấy ở cầu thang, nhưng cô có vẻ vui hơn và không còn khóc nữa. Riêng người bác sĩ này rất có cảm tình với cô gái ấy. Mỗi lần gặp nhau là bác sĩ đứng lại vài phút để nói chuyện với cô ấy. Một tuần sau, vì bác sĩ gặp cô gái hỏi khi nào cô xuất viện. Cô nói không biết, bác sĩ nói với cô vài ngày nữa là đi thực tập ở bệnh viện khác rồi nên không gặp được cô nữa, và nói cô cho địa chỉ để khi nào rảnh thì đến nhà thăm cô. Rồi cô mới đọc địa chỉ cho bác sĩ ghi chép vào sổ tay. Bác sĩ còn gặp cô vài lần nữa rồi cầm tay và hôn lên trán cô và hứa sẽ đến thăm cô tại nhà và sẽ không bao giờ quên cô. Khoảng vài tuần sau, bác sĩ có trở về bệnh viện đó để tìm cô vào ban ngày nhưng không gặp. Bác sĩ nghĩ rằng chắc cô ấy đã xuất viện. Vài tháng sau được nghỉ hè, bác sĩ tìm đến địa chỉ nhà cô ở đường Mạc Đĩnh Chi. Nhưng khi vào nhà hỏi thì người ta bảo là nhà không có ai tên đó. Bác sĩ lúc đó đã thật sự yêu cô rồi. Khi đến nhà cô với hy vọng được gặp lại người mình yêu thương. Nhưng bây giờ, bác sĩ đi về với tâm trạng buồn rầu và nghĩ rằng có khi nào người ta giấu không muốn cho bác sĩ gặp cô không? Bác sĩ có trở lại nhà đó vài lần và hỏi thăm những nhà xung quanh xem có biết về cô không. Nhưng tất cả đều lắc đầu, không ai biết về người con gái lai Tây ở trong ngôi nhà đó. Bác sĩ về nhà buồn rầu vì không gặp được người yêu và lòng luôn thắc mắc vì sao cô ấy cho địa chỉ sai. Rồi có nhiều đêm bác sĩ ngủ mơ thấy đi dạo với cô ở công viên. Lòng lúc nào cũng luôn nhớ về cô này. Thời gian trôi qua mấy năm sau, lúc bấy giờ bác sĩ đã ra trường rồi và đã đi làm việc như các bạn khác, nhưng lòng luôn nhớ về cô. Một hôm, người bạn thân của bác sĩ rủ bác sĩ đi tảo mộ người nhà của bạn. Hôm đó bác sĩ cùng người bạn cầm nhang, đèn hoa, quả đến nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Người ta xây những phần mộ thẳng tắp, ngăn nắp thứ tự. Hai bên là phần mộ, chính giữa là đường đi. Mộ của người nhà bạn ở trong sâu. Bác sĩ mới đi phía sau bạn, bỗng nhiên vấp phải cái gì đó rồi té ngồi bệt xuống đất. Bác sĩ suýt xoa đầu gối rồi chống tay đứng dậy, chợt nhìn lên ngôi mộ trước mặt. Hình ảnh của cô gái lai Tây hiện ra trước mắt bác sĩ, tưởng như nằm mơ. Bác sĩ đọc đúng tên cô gái và mộ bia ghi là cô đã mất cách đó 7 năm rồi. Và số thứ tự của mộ đúng là địa chỉ mà cô đã đọc cho bác sĩ khi trước. Lúc đó bác sĩ mới hiểu ra cô ấy đã chết vài năm trước khi gặp bác sĩ. Tâm trạng của bác sĩ lúc đó quá bất ngờ, nhưng vẫn nhờ bạn chia một ít trái cây và vài nén nhang để bác sĩ thắp lên ngôi mộ của cô. Khi kể lại chuyện này, bác sĩ nói rằng khi chia tay cô ở trong bệnh viện, bác sĩ cầm tay và hôn cô. Bác sĩ cảm thấy hơi lạnh, nhưng bác sĩ nghĩ rằng vì cô ấy bệnh nên cơ thể suy nhược,
nên thân nhiệt bị hạ, nên không để ý lắm. Sau này bác sĩ có hỏi thăm người quản nghĩa trang, người ta nói rằng ấy, nghĩa trang này là để chôn những người làm việc cho Pháp. Còn việc cô gái này có cha là người Pháp và có lẽ cô cũng làm việc cho nhà nước Pháp. Sau này bác sĩ đều đi tảo mộ cô vào những dịp cuối năm. Và câu chuyện này bác sĩ sẽ không bao giờ quên. Thêm một chi tiết cô Lê chia sẻ là cái khu nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi sau này ấy, nhà nước giải tỏa và bây giờ là công viên Lê Văn Tám ở quận 1 Sài Gòn đó mọi người. Nối tiếp câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện do một bạn tên Tĩnh gửi về cho nhà ma. Tĩnh năm nay thì đã 26 tuổi, bạn quê ở Quảng Nam. Câu chuyện mà bạn đem đến hôm nay là ở trong khu xóm của bạn sống ở một huyện thuộc Quảng Nam. Trước khi vào câu chuyện thì Duy Thuận xin phép đổi tên các nhân vật trong câu chuyện này để giữ sự riêng tư cho các bạn được nhắc đến tên trong câu chuyện nhé. Xóm của Tĩnh sống có một khu nghĩa trang liệt sĩ nhỏ. Đối diện với cái khu nghĩa trang thì có một mảnh đất lớn. Mảnh đất đó nghe kể là của một người trong xóm đã định cư ở bên Mỹ từ lúc nhỏ. Họ để lại cho người dì quản lý giúp mình. Nói người dì ở được thì ở, không muốn ở thì cho thuê cũng được. Trên cái khu đất này đã có một căn nhà nhỏ kiểu nhà cấp 4 được xây từ thời bao cấp. Phía trước của ngôi nhà có trồng một cây xoài lớn, chắc cũng mấy chục năm tuổi, đã thành cổ thụ rồi. Khu đất đó ở vị thế cũng thuận lợi dù nằm trên cùng một khu với nghĩa trang liệt sĩ, nhưng lại ở ngã ba đường lớn. Buôn bán hay cho thuê cũng rất là thuận tiện. Lúc đầu thì Tĩnh không có hiểu tại sao mà người gì lại không có cải tạo lại để mà kinh doanh buôn bán, chỉ cho người khác thuê ở với giá rất rẻ. Nhưng sau này thì Tĩnh mới vỡ lẽ ra là khu đất này gồm ngôi nhà và cả cây xoài đó đều có vấn đề. Chuyện phải kể đến cách đây 2 đến 3 năm. Có một gia đình thuê căn nhà đó. Gia đình này có 3 người, hai vợ chồng tầm tuổi trung niên và một người con trai. Vì gia đình làm ăn thua lỗ phải bán nhà để trả nợ nên mới phải thuê nhà để ở. Hồi đó người dì cho thuê có 500 ngàn một tháng à. Dù nhà cửa hơi cũ xíu nhưng mà được cái là giá rẻ. Lại có mảnh vườn rộng, có thể trồng nhiều cây cỏ, rau rác các thứ. Nhưng mà chỉ dọn vào căn nhà đó sống được trọn vẹn 8 tháng thì họ cũng phải ngậm ngùi dọn đi. Bởi gia đình họ đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ khi sống trong căn nhà đó. Kể về gia đình người thuê này một xíu nha quý vị. Người vợ, tạm gọi là cô Hậu, làm giáo viên dạy tiếng Anh của một trường cấp 2 trong huyện của bạn Tĩnh luôn. Còn chồng cô thì làm bên công trường. Anh con trai cũng đã tuổi đi làm. Cô Hậu được lòng các học sinh, kiểu cô giáo vừa hiền dạy để dễ hiểu, nên thời điểm đó cô có dạy thêm ở nhà. Trước đó khi chưa chuyển đến đây thì những lớp cô dạy thêm đều rất suôn sẻ, học sinh đăng ký học cũng tương đối đông. Nhưng kể từ khi chuyển đến ngôi nhà này, lúc đầu vẫn có nhiều học sinh đăng ký học thêm chỗ cô. Cô còn phân ra được 4 đến 5 suất học, mỗi suất đâu đó cũng được 20 bạn. Ấy thế mà dạy tầm 2 đến 3 tháng thì học sinh ngày càng thưa thớt, còn lại mỗi lớp tầm 5-6 bạn, vậy nên cô phải dồn 4 lớp kia thành một lớp để dạy. Nhưng cũng không khả quan lắm khi càng ngày có càng nhiều học sinh nghỉ ngang. Không phải do khả năng dạy của cô kém, bởi dù sao cô cũng có tiếng trong nghề được hơn 10 năm, lại còn được nhiều học sinh yêu mến vì tính cách hài hước, giảng bài lại dễ hiểu. Thế nhưng không hiểu vì sao mà học sinh lại dần dần rời bỏ cô. Chưa kể từ khi chuyển đến căn nhà này thì cô rất hay bị mất ngủ, thiếu ngủ nhiều đêm khiến người cô ngày càng thiếu sức sống, người vàng vọt xanh xao hẳn ra. Lúc ngủ trong nhà cô hay cảm thấy ngột ngạt, kiểu như thiếu oxy ấy các bạn, rất là bức bối khó chịu. Việc làm ăn của chồng cô cũng không được như ý. Công trường của chú Lâm, chồng cô Hậu cũng xuống dốc vì công ty đang đợt cắt giảm nhân sự. Lương của chú bị cắt giảm hơn phân nửa 3-4 tháng đầu. Đến tháng thứ 5 thì bị cho ở nhà luôn vì không có công trình. Từ đó gia đình cô cũng thiếu mất một khoản thu lớn. Con trai cô Hậu là Hiếu, hồi đó cũng 22-23 tuổi. Trước đến nay Hiếu là người hiền lành, hiếu thảo, làm gì cũng biết trước biết sau. Thế nhưng kể từ khi ở trong ngôi nhà đó, tính tình Hiếu thay đổi hẳn, cọc cằn hay chửi bới. Từ một người chăm chỉ làm ăn, nay Hiếu lại báo cha báo mẹ, đánh bài lô đề để nợ đến 200-300 triệu, khiến cả nhà điêu đứng. Những chuyện xui rủi cứ dồn dập đến với gia đình,
kể từ thời điểm chuyển đến sống trong căn nhà đó. Được gần 8 tháng thì gia đình cô Hậu này quyết định chuyển đi, thuê một căn nhà gần đó. Nhưng lạ thay là kể từ ngày cô chuyển đi, cuộc sống của gia đình cô lại vào nề nếp như cũ. Chồng cô được nhận vào làm ở một công trường mới, Hiếu thì cũng chí thú làm ăn, tính tình trở lại như cũ, cũng lo lắng kiếm tiền trả nợ. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại gây ra những cái chuyện nợ nần cờ bạc mà trước giờ mình ghét cay ghét đắng như vậy nữa. Còn riêng về cô Hầu thì qua năm học mới, cô mở lại lớp dạy thêm, học sinh vẫn đông đúc, đến học tấp nập như trước. Chính sự trái ngược trước trong và sau khi chuyển đến ngôi nhà đó mà gia đình cô ít nhiều cũng nghi ngờ liệu có phải căn nhà kia bị động, bị ám hoặc có chuyện tâm linh gì đó hay không. Sau này Tĩnh được ba mình kể lại là thật ra người dì quản lý ngôi nhà đó trước đây còn có ý định đập đi xây lại cho khang trang hơn, cải tạo lại mảnh đất để kinh doanh buôn bán. Nhưng mà cứ dự định động thổ bao nhiêu lần đều không làm được, hoặc là gặp chuyện xui rủi, hoặc là có biến cố xảy ra khiến cho việc tiến hành thi công vừa mới bắt đầu đã bị gián đoạn. Sau này người dì để y nguyên căn nhà như vậy để cho thuê. Cũng có nhiều người đến thuê nhà, nhưng mà không có ai sống ở đó được tới một năm. Cứ vài tháng rồi lại lật đật dọn đồ đi. Ai sống trong ngôi nhà đó cũng không yên thân, không bị quấy cái này thì cũng bị phá cái khác. Đợt mà người dì cũng mời thầy bà đến xem mảnh đất, nhưng sau dịp đó không biết là thầy phán thế nào mà cứ để không như vậy mãi, cho đến khi có gia đình của Hậu đến thuê. Chuyện liên quan đến mảnh đất tâm linh này còn chưa dừng lại ở đó. Phía trước của ngôi nhà trong cái mảnh đất này, như Thuận có nói ở trên, thì có một cái cây xoài cổ thụ rất lớn, chắc tuổi đời của nó cũng vài chục năm rồi. Không ai biết nó được trồng từ bao giờ, nhưng mà chỉ thấy nó lớn lắm, cành lá vươn dài tỏa bóng nguyên cả vùng trước nhà. Tầm tháng 7, tháng 8 âm lịch cũng là tới mùa xoài. Chiều tối hôm đó, đám trẻ con trong xóm tầm 4 đến 5 đứa cỡ 11, 12 tuổi rủ nhau đi hái trộm xoài, thì có đi ngang qua cây xoài cổ thụ đó. Nhìn từ ngoài cổng thì mấy đứa đã thấy trên cây có 3 đến 4 trái xoài lớn lủng lẳng trên cây. Nghĩ độ cái cây xoài này lớn, trèo lên tìm xíu nữa thì chắc là không chỉ 3-4 trái thôi đâu, có khi còn được cả bao. Chúng nó cũng biết là ngôi nhà mấy tháng nay sau đợt cô Hậu thì không có ai thuê. Chủ lại không thèm đoái hoài gì nên cây xoài ra trái thì bọn trẻ được thỏa sức hái mà không cần phải xin ai. Nghĩ vậy cả đám mới trèo rào đi vào. Trong đó thì có thằng Thắng với cả là thằng Nghĩa là cháu của bạn Tĩnh này. Hai cái thằng nhóc này nó mới trèo lên cây hái, còn mấy đứa khác ở phía dưới ấy, thì lấy bao hứng. Nhưng mà khi nhìn lên cây thì mới thấy lạ. Rõ ràng là lúc nãy khi còn ngoài cổng, chúng đã nhìn thấy 3 đến 4 trái. Nhưng khi mà đứng dưới gốc cây nhìn lại thì không thấy được trái nào hết. Dù cả 4 đến 5 đứa mở căng mắt ra nhìn ngó một lúc lâu, nhưng cũng tuyệt nhiên không nhìn thấy được dù chỉ một trái. Quái lạ, cả 4 5 đứa đều thấy, mà từ cổng đến chỗ cái cây xoài cũng chỉ tầm 10 mét là cùng, làm sao mà nhìn nhầm được. Lúc này cả đám chắc có thể là mấy quả xoài này bị lá cây che mất, khó thấy, nên vẫn cứ ngước cổ lên trời, căng mắt ra mà nhìn hoài như vậy. Đột nhiên thằng Thắng nhìn thấy được một trái to lắm, treo lủng lẳng ở trên cái cành thứ hai phía bên trái. Nói chung là cũng gần, cũng dễ hái đó, nhưng cũng quái lạ. Quả này không bị khuất sau lá, nằm chềnh ảnh ra đó. Mà sao đến giờ thằng Thắng mới nhìn thấy được ta? Nó mừng quá cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều mà ý ới chỉ cho mấy đứa xung quanh. Lạ là không có đứa nào ở trong đám nhìn ra được cái trái xoài, dù thằng Thắng đã chỉ vị trí rất cụ thể. Thằng Thắng cứ nói đi nói lại chỉ về trái xoài mà nói miết một hồi lâu. Nó ở cái cành thứ hai trên cây nè, có bị khuất đâu mà không thấy. Tụi bay nhìn theo hướng tay mà ta chỉ nè. Cả đám lúc này á cũng bực tức lắm rồi, vì có trái xoài nào đâu. Mày quáng gà đúng không? Có trái nào đâu. 4 thằng tụi tao 8 con mắt mà sao không nhìn ra được. Đến lúc mấy đứa định quay ra cãi nhau thì thằng Nghĩa đứng trầm ngâm nhìn lên cây một lúc lâu mới nói: ta thấy rồi, cái quả gần vàng nớ đúng không? Thằng Nghĩa vừa nói vừa chỉ đúng vị trí mà lúc nãy thằng Thắng chỉ tới. Thắng lúc này mới hả dạ: đó, tụi bay thấy chưa? Có mà ba đứa bay bị lé mới không nhìn ra. Cả ba đứa còn lại nhìn theo hướng tay của thằng Nghĩa chỉ, nhưng lại mơ hồ, hoang mang.
Vì ở cái vị trí đó vẫn y như cũ, toàn là lá cây, làm gì có trái xoài nào đâu. Thế là không để tụi kia kịp hiểu mô tê gì hết, thằng Nghĩa đã xung phong trèo lên cây để hái. Thằng Thắng thì đứng dưới chỉ điểm. Nhưng mà chuyện lạ lại liên tiếp xảy ra. Thằng Nghĩa lúc mà đứng ở dưới đất ấy, đã xác định được vị trí của trái xoài, nhưng mà trèo lên cây đến đúng cái cành thứ hai, với tay ra thì lại không thấy trái xoài đâu hết. Nó hoang mang nhìn quanh quất, tìm kỹ quanh mấy tán lá cũng không thấy. Thằng Thắng ở dưới chỉ qua chỉ về, nhưng Nghĩa vẫn không nhìn thấy được trái xoài để hái. Nó đành trèo xuống đất lại, nhìn từ dưới lên thì vẫn thấy trái xoài nằm đó. Nó trèo lên lại lần nữa, nhưng mà kết quả vẫn là không nhìn thấy. Thằng Nghĩa trèo lên trèo xuống cây mấy bận như vậy, mệt bở hơi tai, nhưng lần nào đứng trên cây như kiểu ma xui quỷ khiến thế nào, quả xoài lại biến mất, như ai giấu đi vậy. Đến lúc này thì trời đã nhá nhem tối, tầm khoảng 6:30 rồi. Thằng Nghĩa bực quá, lấy chiếc dép của nó ném lên chỗ quả xoài. Nhưng mà cái chiếc dép bay sượt qua quả xoài rồi biến mất luôn, không thấy dép của mình rớt xuống. Xoài không có còn mất thêm dép. Thằng Nghĩa lại ném thêm chiếc còn lại lên, và một lần nữa chiếc dép bay sượt qua quả xoài rồi biến mất tăm vào tán lá. Lúc này mấy đứa đứng phía sau đã hơi sợ sợ, vì từ đầu buổi đến giờ chúng có thấy quả xoài nào đâu. Định ngăn thằng Nghĩa lại còn về nhà nữa, thì thằng Thắng thấy vậy càng tức. Nó cầm cái cục đá dưới gốc xoài lên. Cục đá đó cũng phải to hơn bàn tay của nó một xíu. Nó ném mạnh lên cành cây, cục đá đó vẫn sượt qua quả xoài. Nghĩ là cái cục đá đó sẽ rớt xuống đất, cả đám cứ đưa mắt nhìn lên hướng vừa ném. Nhưng không các bạn ạ, nó không rớt xuống dưới đất, cũng không có nghe bất kỳ động tĩnh gì hết. Cứ lặng thinh một lúc lâu sau thì đột nhiên, từ phía bên sườn của quả xoài, cục đá bay dội ngược lại phía của thằng Thắng, rớt trúng ngay trước mũi chân của nó. Lực rơi mạnh đến nỗi cục đá lún sâu hơn một nửa dưới đất, như có ai trên cây cầm đá ném ngược lại vậy. Lúc này cả đám trợn ngược mắt, nổi hết cả da gà da vịt, thì đùng một cái nghe tiếng bộp. Một tiếng duy nhất, 10 con mắt đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thì quả xoài đó đã rớt, cắm xuống dưới đất mà không có một ai tác động vào. Nằm đứa nó rùng mình thêm lần nữa, theo quán tính thì cả đám đưa mắt nhìn lên hướng cành cây xoài. Thì trời ơi, trên cành cây thứ hai, ngay cạnh chỗ quả xoài lủng lẳng một đôi chân mang giày bộ đội, quần rằn ri. Nhìn lên một xíu nữa là một thân người mặc đồ bộ đội, đeo ba lô đang ngồi đung đưa ở trên đó. Nhưng tuyệt nhiên, từ phần ngực trở lên thì như bị khuất vào bóng tối trên cây, không còn nhìn được gì. Người đó cứ ngồi đung đưa cái chân như vậy. Cả đám nhìn thấy cái cảnh tượng này thì sợ chạy chối chết ra khỏi khu đất như là bị ma đuổi. Hét ầm cả xóm lên, chạy về đến nhà thì tối hôm đó cả năm thằng đều sốt cao, miệng cứ mơ sảng lẩm bẩm, nào là cây xoài với cả trái xoài. Nhìn thấy con mình hoảng loạn lại bị sốt cao như vậy, thì chú Tư là ba của thằng Nghĩa có gặng hỏi. Lúc đầu thì nó không có chịu khai đâu, sau lại nghĩ càng ngày càng sợ hay sao mà khai ra hết chuyện trộm xoài trong khu nhà đó. Chú Tư nghe thấy vậy thì trầm ngâm một lúc. Chú mua bánh trái về đưa thằng Nghĩa với thằng Thắng ra chỗ cây xoài để thắp hương khấn vái. Mong những người khuất mặt khuất mày ở đó không để bụng. Việc khấn vái thì người lớn như chú Tư làm, còn thằng Thắng với thằng Nghĩa thì chỉ đứng ở phía sau run như cầy sấy. Tụi nó nhìn quanh thì không thấy trái xoài ngày hôm qua rơi xuống đâu cả. Nghĩ là có con gì đó tha đi rồi. Nhưng mà khi lén nhìn lên cây xoài thì trời ơi, quả xoài kia vẫn còn đang lủng lẳng ngay chính cái cành cây đó. Sau chú Tư có kể lại, cây xoài đó đến cả chú cũng không biết có từ bao giờ. Nhưng mà cái hồi đó đến nay, đừng mong ai trong xóm ăn được một quả xoài trên cây. Vì đã có rất nhiều lần, nhiều người khi đi đêm về khuya, đi ngang qua ngôi nhà đó, thì nhìn thấy dưới gốc cây xoài, một người bộ đội đang đứng đó. Có người đi nhậu về xỉn, tiểu bậy dưới gốc cây xoài bị ném đá tới tấp. Nhìn ngược lên cây thì thấy đúng cái cảnh tượng mà đám tụi thằng Thắng đã thấy. Nhiều người đồn là có thể ngày xưa khu đất đó là của vong hồn người bộ đội đã mất kia. Cái vòng đó vẫn còn quanh quẩn quanh ngôi nhà và gốc xoài đó mà không chịu đi, cũng không cho ai vào ở hết. Có người lại nói phía dưới gốc xoài là hài cốt của một người bộ đội đã chết lâu rồi.
Nhiều lần chính quyền muốn tới chặt cây xoài để khai quật xương cốt, nhưng chưa bao giờ chặt được cây xoài đó, nên cứ để vậy cho đến tận bây giờ. Kể từ đó mấy đứa trẻ trong xóm của Tĩnh không một ai dám bén mảng đến gần cây xoài đó nữa. Và câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì có một bạn nữ tên là Ngọc Trinh, quê ở An Giang đã gửi về. Câu chuyện mà bạn đã trải qua không phải ở quê mình mà xảy ra ở Phú Quốc, nơi bạn làm việc, cụ thể là tại một khách sạn. Chuyện là năm đó bùng dịch Covid, bạn Trinh thì không nhớ chính xác đợt đó là năm 2021 hay 2022, chỉ nhớ là năm mà nhiều người chết nhất đó. Thuận nghĩ là năm 2022, vì năm đó là năm Covid đã lấy đi rất nhiều sinh mạng của dân mình. Bạn nói trong năm đó, chính phủ ra chỉ thị 16, tất cả mọi người đều phải ở trong nhà, không có được buôn bán hay là đi làm gì cả, thì bạn cũng nằm trong số đó. Cho đến khi hết giãn cách xã hội thì bạn được nhận tin nhắn thông báo đi tiêm vaccine. Hôm đó là thứ Bảy. Sáng hôm sau là Chủ nhật thì bạn Trinh này cũng đã đi tiêm vaccine theo tin nhắn trước đó. Khi mới đi tiêm về thì chỗ làm của bạn là bên khách sạn cũng thông báo là ngày mai là thứ Hai, các bạn phải đi làm lại. Sáng hôm sau là thứ Hai, bạn Trinh này cũng vẫn đi làm bình thường. Hôm đó đúng lịch là có 5 người đi làm, nhưng một người nghỉ nên chỉ có bạn, một dì mà bạn hay gọi là dì Ba và hai anh em bạn hay gọi là bi lớn bi nhỏ. 4 người cả sáng hôm đó vẫn làm việc bình thường, cho đến tầm gần trưa thì bi lớn mới đi xuống dưới lầu lấy đồ. Thì lúc mà đi lên ấy mới chạy kiểu hớt hải nói lớn là chết rồi, không biết ai trong này bị dính Covid mà giờ bên y tế họ đến đứng dưới sảnh, gọi tất cả mọi người xuống sảnh để mà test Covid. Bạn Trinh này nghe bạn bi lớn nói vậy thế là cũng phản ứng, mày tào lao, tao mới tiêm Covid hôm qua đây mà, test cái gì mà test. Bạn Trinh nói thì nói vậy chưa, mà bạn thấy mọi người cũng xuống test nên là bạn cũng đi. À, bạn có nói thêm là tòa khách sạn của bạn thời điểm đó là mới xây, được chia làm 2 tòa. Bạn thì ở tòa bên phải, còn thợ hồ là ở tòa còn lại, vì tòa bên kia còn nhiều hạng mục chưa làm xong. Sau khi mà test xong thì bên y tế nói là mọi người phải cách ly tại khách sạn, không được về nhà, nên là bạn phải ở lại khách sạn. Chắc là thời điểm đó ấy, bạn bị vào diện tình nghi F1 hoặc F2 nên vậy. Bạn Trinh này có gọi về cho người thân để báo cho gia đình biết. Gia đình bạn sau đó thì cũng đem đồ dùng cá nhân sinh hoạt hàng ngày của bạn lên khách sạn. Hôm đó bạn cùng 3 người kia tắm rửa rồi ăn cơm chung, nhưng cũng giữ khoảng cách với nhau. Sau khi mà ăn uống xong thì chia ra 2 người một phòng. Đêm đầu tiên bạn Trinh ở đó, những tấm nệm còn chưa được tháo bọc vì là phòng mới. Bạn ở chung phòng với cả dì Ba nên thành ra lúc nửa đêm nóng, bạn có mở cửa sổ ra thì dì đóng cửa lại vì sợ muỗi vào phòng. Bạn nóng quá chịu không có nổi nên lại tiếp tục mở ra thì dì lại đóng lại. Bạn bất lực nên không mở nữa. Qua đến đêm thứ Hai thì lại chia 4 người mỗi người mỗi phòng. Ban ngày thì bạn vẫn sinh hoạt bình thường cho tới khoảng 9 giờ tối. Lúc đó bạn đang nằm xem phim thì nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ bên ngoài cứ liên tục kiểu gấp gáp. Bạn Trinh mới bước xuống giường đi ra phía cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo xem thử thì thấy bên ngoài hoàn toàn không có ai. Bạn Trinh lúc đó thì cũng chỉ nghĩ là chắc là bị nhỏ nó chọc kẹo mình vì nó hay chọc bạn như thế. Thế là bạn cũng quay lại giường ngủ. Ngay khi mà bạn Trinh vừa nằm xuống giường ấy thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lần này nó dồn dập hơn lúc nãy. Bạn Trinh vẫn đinh ninh là thằng bi nhỏ nó ghẹo mình, nên bạn ngay lập tức bật dậy chạy thẳng ra mở tung cửa thì bên ngoài vẫn không có ai. Bạn mới đứng nhìn qua hai bên hướng hành lang. Bạn hướng mắt nhìn qua 3 phòng kia thì thấy cả 3 phòng đều đóng cửa hết. Lần này bạn vào trong đóng cửa lại nhưng quyết định không lên giường ngủ nữa mà đứng ngay sát mép cửa bên trong. Ngay tức thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhìn qua mắt mèo quả thực vẫn không có ai. Bạn không biết có phải là ma không, nhưng sau đó ngay lập tức quay lại giường ngủ. Sáng hôm sau bạn vẫn đinh ninh rằng chỉ có thằng Bi bày trò chứ không có ma cỏ gì. Thế là bạn mới hỏi thằng Bi là đêm qua mày qua gõ cửa phòng tao đúng không? Thế là bạn bị sững người khi mà Bi nhỏ nó nói rằng là nó đi ngủ chứ không có rảnh mà làm 3 cái trò đó. Bạn Trinh có hỏi 2 người còn lại là dì Ba và Bi lớn, nhưng 2 người cũng lắc đầu nói rằng là họ không có làm. Đến đêm thứ 3 vẫn tiếp tục
có những tiếng gõ cửa như vậy. Nhưng lần này bạn lại không có phản ứng lại. Bạn cứ nằm im ở trên giường. Và những đêm sau đó cũng có tiếng, nhưng bạn vẫn im lặng quyết không ra khỏi giường, cố gắng lờ đi như không nghe thấy. Bạn Trinh có nói bản thân gan như vậy là tại vì kể từ đêm thứ ba là bạn có mở kinh Phật nhưng mà bằng tiếng Phạn. Bạn để ý lúc bạn mở thì không sao, mà hễ tiếng kinh Phật vừa tắt một chập thôi là sau thể nào cũng có tiếng gõ cửa. Vậy là cho tới lúc hết cách ly, đêm nào bạn cũng nghe kinh Phật cả. Và đó là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã gửi về những câu chuyện rất hay cho kênh Nhà Ma. Và hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ yêu mến cái series này, cũng như gửi về thật là nhiều những câu chuyện hấp dẫn và hay hơn nữa, để Duy Thuận sẽ thay mặt cho quý vị khán giả gửi tới cho những quý vị khán giả khác nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé.